Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ sáu ngày 19 tháng 3 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin đã đến lúc Phạm Minh Chính tống cổ Nguyễn Xuân Phúc. Sự chuyển giao quyền lực sắp tới giữa Phạm Minh Chính và Nguyễn Xuân Phúc cho mỗi người một cảm xúc trái chiều. Phạm Minh Chính được bao nhiêu thì Nguyễn Xuân Phúc mất bấy nhiêu. Cũng chưa bao giờ có trường hợp nào ra đi như ông Phúc cả. Các thủ tướng nếu không lên làm tổng bí thư thì họ về vườn, chỉ ít ai lại chọn cái ghế chủ tịch nước để đi tiếp. Đối với những người bên ngoài tứ trụ thì nhận chiếc ghế chủ tịch nước còn có thể chấp nhận được. Chứ nhưng ông Nguyễn Xuân Phúc đã ngồi vào chiếc ghế quyền lực đứng thứ nhì đất nước này là thủ tướng mà nay lại chuyển sang ghế chủ tịch nước thì thật là một sự kết quả đắng cho ông. Thực sự chiếc ghế trong bộ máy nhà nước và bộ máy đảng cũng bao nhiêu đó thôi, tuy nhiên nhân sự thì ngày một đông lên. Mỗi quan chức có vài đứa con để xây dựng tương lai thì số hạt giống đỏ trở nên lạm phát theo thời gian. Tuy đó là vào bộ máy nhà nước phải là hạt giống đỏ, nhưng điều đó không có nghĩa là hễ hạt giống đỏ là được sắp đặt. Lên càng cao, dù cho các hạt giống to thế nào cũng phải đấu đá khốc liệt. Hiện nay các hạt giống đỏ đang bấp mé tứ trụ như Võ Văn Thưởng, Trần Tuấn Anh và Phạm Bình Minh thì điều đó cũng có nghĩa là ứng viên tứ trụ càng ngày càng đông, và ai muốn trụ lại thì phải thật cẩn trọng. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính. Qua đại hội đảng lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, tam trụ đã dụng hết một, còn lại hai trụ, tuy nhiên trụ tổng bí thư còn nhưng giảm quyền lực. Trụ chủ tịch nước thì như mọi khi chẳng có quyền lực gì nên dành cho những ai thất thế giạt qua đó. Trụ thủ tướng thì bao giờ cũng khốc liệt. Nguyễn Xuân Phúc là đương kim thủ tướng nhưng lại bị cách thách đấu là ông Phạm Minh Chính đánh bại. Thế mới là một đòn đau nhớ lâu đối với ông đương kim thủ tướng. Sai lầm chiến thuật của Nguyễn Xuân Phúc là gì? Nguyễn Xuân Phúc thua ông Phạm Minh Chính ở chỗ phán đoán thời cuộc và lượng sức mình. Và Nguyễn Xuân Phúc cũng không nhìn thấy bài học của các tiền nhiệm. Từ thời ông Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải, rồi mới đây là Nguyễn Tấn Dũng cũng không ai quyết định tranh đoạt ghế tổng bí thư cả. Được biết thời ông Đỗ Mười từ chủ tịch hội đồng bộ trưởng, tức là tương đương với thủ tướng chính phủ hiện nay, lên thay ông Nguyễn Văn Linh là tổng bí thư thì lúc đó chức tổng bí thư chịu sự kiểm soát của Bắc Kinh. Chính vì vậy thủ tướng khó mà xoán ngôi được tổng bí thư, ngoại trừ tổng bí thư chuyển ngôi trò. Thực ra giữa chính phủ và ban bí thư thì quyền lực cũng không cách xa là mấy. Tuy về nguyên tắc ban bí thư được xếp trên chính phủ, nhưng phạm vi hoạt động của ban bí thư là khá hẹp. Ban bí thư quản lý về mặt đảng, còn quản lý toàn xã hội phải là thủ tướng. Về quyền thì ban bí thư lớn hơn, nhưng quản lý tiền thì không bằng chính phủ. Nếu nói ban bí thư chỉ có 11 cơ quan trực thuộc, thì bộ có đến 33 cơ quan trực thuộc, đông gấp 3 lần. Nếu nói ban bí thư quản lý 5,1 triệu đảng viên thì chính phủ quản lý đến 100 triệu dân cũng đồng gấp 25 lần. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc. Ai thích quyền lực thì nên làm tổng bí thư, ai thích tiền thì nên làm chính phủ. Ông Nguyễn Tấn Dũng thích tiền hơn nên dường như ông ta ở ghế thủ tướng hai nhiệm kỳ, chứ ông không ở một nhiệm kỳ rồi tranh ghế tổng bí thư làm gì. Như vậy rủi ro sẽ rất cao. Thực chất từ nhiều thập niên nay, vị trí tổng bí thư và thủ tướng không bao giờ hợp với nhau. Tuy không có cặp đấu nảy lửa như Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng trước đây, nhưng hầu hết là họ không thích nhau. Bởi vì có một điều rất trớ trêu là bộ máy đảng nắm ít người hơn mà đứng lên trên đầu của bộ máy chính quyền, mà người đứng đầu là ông thủ tướng. Thật sự ông Nguyễn Xuân Phúc giữ ghế thủ tướng mà để tuột ra thì là điều hết sức đáng tiếc đối với ông. Nguyễn Xuân Phúc không tính toán tốt bằng ông Nguyễn Tấn Dũng. Ông Nguyễn Xuân Phúc tuy nhiều năm kế bên ông Nguyễn Tấn Dũng mà dường như ông không học được điểm nào của ông Nguyễn Tấn Dũng cả. Cái xấu của ông Dũng không học làm gì, điều đó còn chấp nhận được. Và trong 5 năm nhiệm kỳ của ông Phúc tuy không làm gì nổi bật, nhưng ông Phúc cũng không để lại tai tiếng như ông Nguyễn Tấn Dũng trước đây. Ông Dũng có nhiều cái hay hơn những quan chức khác, đó là ông Dũng nuôi con rất thành công. Đứa con nào của ông cũng học hàm, học vị tại các nước phát triển, tiến bộ. Nguyễn Thanh Nghị nối nghiệp của cha khi vào Bộ Chính trị sau này chắc chắn
sẽ có những tương lai khá sáng lạn với những học bổng mà ông đã từng học ở các quốc gia tư bản. Điểm này con cái ông Nguyễn Xuân Phúc không bằng, chứ nếu con cái ông Phúc như ông Nguyễn Thanh Nghị thì có thể nay tiến thân còn suôn sẻ hơn Nguyễn Thanh Nghị. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc vẫn không bằng ông Nguyễn Tấn Dũng ở nhiều mặt. Ông Nguyễn Tấn Dũng đánh giá đối thủ khá chuẩn và sát, còn Nguyễn Xuân Phúc đánh giá sai và có lẽ hời hợt. Nguyễn Xuân Phúc không phải là đối thủ của ông Nguyễn Phú Trọng mà lại thách đấu, trong khi đó Phạm Minh Chính là đối thủ chính của ông thì lại ngó lơ. Tuy nhiên còn vớt vát được giải an ủi là chức chủ tịch nước vào trong tay. Chỉ mới 5 năm ngồi trên ghế quyền lực thứ hai của Việt Nam mà phải dọn đi thì xem như ông Nguyễn Xuân Phúc đã mất đi một nửa sự nghiệp. Lẽ ra ông ngồi thêm 5 năm nữa mà quyền lực vụt khỏi bàn tay, ắt ông lần này rất tiếc khi không thể đạt được nhiệm kỳ thứ hai làm thủ tướng. Thực ra trong trận đấu tranh quyền lực và đoạt lợi tại Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Phúc đã chọn chiếc ghế tổng bí thư là ông đang nhắm vào cả hai đối thủ, thì làm sao ông có thể thắng? Đối thủ trước mặt chính là ông Nguyễn Phú Trọng, còn đối thủ sau lưng là ông Phạm Minh Chính. Có ai đối với hai đối thủ mà thắng bao giờ hay không? Gần như là rất khó. Còn nhớ vào năm 2011, khi đó ông Nguyễn Tấn Dũng tái ứng cử chức thủ tướng chứ không tranh chiếc ghế tổng bí thư mà ông Nông Đức Mạnh để lại, nên ông đã loại đối thủ tiềm ẩn đó là ông Nguyễn Xuân Hùng, làm ông này phải chấp nhận chiếc ghế chủ tịch quốc hội như là một giải an ủi. Dư luận cho rằng ông Nguyễn Xuân Phúc đã thua đầu, bị đẩy sang chiếc ghế chủ tịch nước chẳng khác nào cho đi nghỉ hưu. Công việc chủ tịch nước rất nhàn và hình thức, quanh quẩn chỉ khen thưởng, ký ân xá, tiếp các nguyên thủ quốc gia khác đến chào xã giao, hoàn toàn không ai thèm bàn chuyện quốc gia đại sự với chủ tịch nước cả. Thậm chí phó cho chủ tịch nước người ta quy định đó là một người phụ nữ ủy viên Trung ương Đảng thì biết rằng nơi này vô dụng đến thế nào. Khi dọn văn phòng từ phủ thủ tướng sang phủ chủ tịch thì chẳng khác nào dọn từ văn phòng làm việc đến viện dưỡng lão cả. Quyền lực gần như mất sạch. Được biết ông Nguyễn Xuân Phúc có cả con gái và con trai. Con gái ông cũng làm kinh tế giống Nguyễn Thanh Phượng, con gái ông Nguyễn Tấn Dũng, nhưng vì năng lực có hạn chế nên sức ảnh hưởng không mạnh như Nguyễn Thanh Phượng trước đây. Ông Nguyễn Xuân Phúc có con trai, nhưng con trai ông được đồn đoán là còn khá trẻ và năng lực cũng không thể nào so bì với Nguyễn Minh Chiết, con trai út của ông Nguyễn Tấn Dũng cho được. Nếu làm thủ tướng một nhiệm kỳ nữa thì ông Nguyễn Xuân Phúc có đủ thời gian để cơ cấu cho con trai của mình lúc lên đỉnh cao quyền lực là đẹp nhất. Còn khi đã về ghế chủ tịch nước mà con cái cũng chưa sẵn sàng để tham gia nối nghiệp chính trị của ông Phúc, thì đó là một điều đáng tiếc của ông. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc có vẻ như đang lên chức, nhưng thực chất là thất bại. Ông Nguyễn Phú Trọng đã tạo ra một tiền lệ rất xấu, đó là tạo ra trường hợp đặc biệt để tự cho mình ngồi lại chiếc ghế quyền lực khi đã quá tuổi. Thậm chí ông cũng tước bỏ các điều lệ đảng và ngồi đến nhiệm kỳ thứ ba. Ông Nguyễn Xuân Phúc có suất đặc biệt hôm nay không phải do ông tạo ra, mà ông hưởng suất do ông Trọng và nhiều người khác tạo ra cho ông. Để tạo ra suất đặc biệt, con người đó phải có quyền lực rất lớn, phải là Tổng Bí thư hoặc Chủ tịch nước, còn vị trí không có thực quyền như vị trí Chủ tịch nước thì ông Nguyễn Xuân Phúc không có khả năng tạo ra suất đặc biệt cho mình. Vì vậy, rất có thể ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ ngồi chơi xơi nước ở phủ Chủ tịch 5 năm nữa rồi về vườn. Nếu ông Nguyễn Xuân Phúc không mất chiếc ghế thủ tướng, 5 năm sau khi ông Trọng yếu đi hoặc đứt gánh giữa đường, thì ông Nguyễn Xuân Phúc hoàn toàn có thể tự tạo ra suất đặc biệt cho bản thân mình. Và câu hỏi đặt ra là khi nào ông Nguyễn Xuân Phúc chính thức bị tống sang phủ chủ tịch? Được biết vào sáng ngày 1 tháng 4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội miễn nhiệm chủ tịch nước, thảo luận nhân sự kế nhiệm vào chiều cùng ngày và kết quả bầu mới được công bố vào ngày 2 tháng 4. Theo phát biểu của chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề về xã hội Nguyễn Thúy Anh, nhân sự chủ tịch nước mới là Thủ tướng đương nhiệm Nguyễn Xuân Phúc. Sự thông báo này chỉ là hình thức tin dò dỉ đã cho biết cụ thể từ sau Đại hội 13 từ khá lâu. Như vậy là ngày 2 tháng 4, ông Phúc chính thức bị bãi chức Thủ tướng đầy quyền lực đang nắm. Được biết, sau khi tuyên thệ nhậm chức, ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ trình Quốc hội miễn nhiệm
Thủ tướng Chính phủ và trình danh sách đề cử Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ. Sau 2 ngày nghỉ cuối tuần và sáng ngày thứ Hai, mùng 5 tháng 4, Quốc hội của Việt Nam sẽ bầu Thủ tướng Chính phủ. Tất cả 3 chức danh nói trên đều được bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín. Tuy nhiên, dân tình trong và ngoài nước đã biết khá rõ ai làm gì trong tứ trụ của Việt Nam cách đây nhiều tháng rồi. Đây là hình ảnh quyền lực Thủ tướng của Nguyễn Xuân Phúc chỉ còn tính từng ngày. Theo hình thức, ông Nguyễn Xuân Phúc phải trình danh sách đề cử Phạm Minh Chính, kẻ đã cướp chiếc ghế của mình lên làm Thủ tướng. Thế mới là đau đối với ông. Có lẽ ông Nguyễn Xuân Phúc cũng đáng lắm. Xen kẽ quá trình kiện toàn 3 chức danh cao nhất của Đảng và Nhà nước, Quốc hội còn tiến hành miễn nhiệm và bầu phê chuẩn mới Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, một số Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chủ nhiệm một số ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Tổng Thư ký Quốc hội, một số Phó Thủ tướng Chính phủ và một số bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. Như vậy là sau kỳ họp Quốc hội là ai yên vị chỗ nấy, Chủ tịch nước mới, Thủ tướng mới, Chủ tịch Quốc hội mới sẽ bắt tay vào làm việc. Và từ lúc đó, ông Phạm Minh Chính xem Nguyễn Xuân Phúc không còn là một đối thủ nữa. Không bận tâm đối đầu với Nguyễn Xuân Phúc nữa mà tính đến việc đối đầu với ông Nguyễn Phú Trọng để chiến cho được chiếc ghế cao hơn, đó là Tổng Bí thư. Cuộc chơi của ông Nguyễn Xuân Phúc đến đây xem như kết thúc, dù ông chưa rời chính trường. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Sáu ngày 19 tháng 3 năm 2021 với bản tin "Đã đến lúc Phạm Minh Chính tống cổ Nguyễn Xuân Phúc". Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa từ Berlin.